Xin chào chủ nhật tất cả mọi người nha. Mình đang đi chơi nhưng mà cũng thấy có mấy cái câu hỏi liên quan đến phí lệ phí môn bài. Thế nên là tranh thủ đây thì mình cũng chia sẻ luôn với các bạn mấy cái nội dung và mình xin giải đáp luôn. Thứ nhất là về phí lệ phí môn bài thì các bạn nhớ là cứ đến đầu năm 30 tháng 1 hàng năm là chúng ta sẽ phải nộp cái phí lệ phí môn bài này. Và trước đây này, cái phí lệ phí môn bài này nó gọi là thuế khác thì khi mà các bạn hạch toán thì các bạn hạch toán vào tài khoản 3338 nhưng từ năm 2017 người ta gọi là phí lệ phí thế nên là các bạn sẽ hạch toán vào tài khoản 3339 nhá. Thế còn về mức mức thuế phải nộp ấy thì các bạn sẽ dựa trên vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư. Nếu mà vốn điều lệ vốn đầu tư trên 10 tỷ thì nộp 3 triệu, còn dưới thì nộp 2 triệu. Thế và các công ty mà đang hoạt động Uh, thì không các năm sau không phải nộp tờ khai còn công ty mà mới thành lập thì 30 tháng 1 năm sau mới phải nộp tờ khai Có nghĩa là theo nghị định 22 ấy, Nó có hiệu lực từ 25 tháng 2 năm 20 Thì các công ty được cấp mã số thuế mới là được miễn lệ phí môn bài năm đầu tiên Mà được miễn lệ phí năm môn bài năm đầu tiên Thì tờ khai các bạn cũng chưa phải nộp luôn Nghĩa là cứ đến 30 tháng 1 của năm sau Thì các bạn mới phải nộp tờ khai Thế còn các công ty mà đi lên từ hộ kinh doanh cá thể thì sẽ được miễn là 3 năm thì cái thời hạn nộp tờ khai vẫn là 30 tháng 1 của năm sau các bạn nhé. Còn nếu mà trong năm công ty mình có sự thay đổi về vốn ấy thì công ty mình sẽ phải nộp lại tờ khai và nộp lại tờ khai trước đây là chúng ta thời hạn nộp là 31 tháng 12 của năm có sự thay đổi. Nhưng bây giờ theo nghị định 126 thì thời hạn nộp tờ khai là 30 tháng 1 của năm sau. Thế nên là thay đổi vốn thì cũng thời hạn nộp cũng vẫn là 30 tháng 1 của năm sau. Tuy nhiên cái tình huống mà các bạn hay gặp phải là thế bây giờ thay đổi vốn mà nó không làm tăng hoặc giảm mức uh, mức lệ phí môn bài ấy, thì có phải nộp lại tờ khai không thì đúng ra theo quy định thì là thay đổi vốn phải là làm tăng hoặc giảm thì chúng ta mới phải nộp lại tuy nhiên là vẫn có một số chi cục yêu cầu phải nộp lại ấy, thì các bạn cứ nộp lại theo tôi thì các bạn cứ nộp lại cho dù là nó có ảnh hưởng đến bậc thuế hay không nhé Thế còn cái việc mà nộp lại ấy, thì đúng ra là chúng ta phải vào tờ khai lần đầu Nhưng mà bây giờ trên hệ thống vào tờ khai lần đầu nó đang bị lỗi đấy Thế nên là các bạn vào tờ khai bổ sung thì các bạn mới nộp được các bạn nhé Đấy thế và nói chung là về tờ khai ấy, thì các bạn cứ chú ý là mới thành lập thì 30 tháng 1 năm sau mới phải nộp tờ khai, còn các năm sau thì là không phải nộp tờ khai nữa mà các bạn cứ 30 tháng 1 là phải nộp thuế. Đấy là mấy cái nội dung mà tôi xin chia sẻ với các bạn. Xin chúc các bạn mùa báo cáo tài chính thành công nha. Bye bye.